Huỳnh Luân xin hái kính chào toàn thể tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh Yêu Nhạc DHA. Thì hôm nay Huỳnh Luân lại tiếp tục đập cùng một cây Kurtzman K300S gửi về cho anh Trần Trung ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Wow. Thì anh Trung đã chuyển khoản trước, mình sẽ tặng một bao đạc chuyên dụng của Kurtzman. Nhắc tới đàn và nhắc tới bao đàn thì không thể nào thiếu chân. Đó, Huỳnh Lưng sẽ tặng anh chân đàn luôn. Đặc biệt là tặng luôn Huỳnh Lưng. Huỳnh Lưng sẽ ship tới chỗ cho anh. Không có đi lại cái chỗ đó không nha. Đi lại cái chỗ mà chuyển thì chuyển cho anh. Bù điện. Okay. Bây giờ thì Huỳnh Lưng sẽ đọc cùng. Phiếu bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày. Nếu có lỗi sửa chữa sau thời gian bảo hành. Dạ đúng rồi, sửa chữa sau thời gian bảo hành. Có phí nhẹ. Rất nhẹ. Quá cái đàn nó bóng chứ là không có bóng, nó bóng chứ không phải là cái người làm bóng. Quá đẹp quá. Huỳnh Luân sẽ xài cục nguồn sẵn 12V đây. Dưới lỗ nguồn thì gồm có lỗ phone, lỗ Sutton. Lỗ phone là dùng để ghim tai nghe để khi mình đàn tránh gây ồn, và có thể ghim phóng ra loa. Sutton là để ghim pedal làm vang tiếng. USB là để đưa vào máy tính để dành sản xuất âm nhạc, hoặc là mình làm gì đó liên quan tới âm nhạc. Bật lên. Wow. Bật volume lên. Huỳnh Luân sẽ test phím. Test phím. Phím là cái gì? Huỳnh Luân sẽ test phím. Phím gì mà lúc nào ngón này nó cũng đứng dựng thật kỳ, cái tật hả? Tại vì nó không có cong xuống được thầy. Ừ. Không phải là tật mà nó quen á thầy. Chạy gì chạy mà cái này đứng hay thiệt chứ. Kỳ cục quá. Rồi, thì cái này gồm có 518 âm sắc. Gồm có 205 điệu và 25 điệu ngoài để mình chơi solo. 120 nhạc mẫu và gồm có bộ đàn sampler 2 lớp. Yes. Bây giờ mình sẽ test âm sắc trước nha. Bấm vào voi để tiếng piano. Đây là những điệu ngoài. Đây như tiếng barat rất là hay nha. Lick sến. Huỳnh Luân sẽ dùng bend, tại vì khi mà để dùng bend để làm những bài đàn cổ ở trên là rung bend, hiệu ứng rung. Đó. Thì quá Luân ơi. Guitar hải ngoại. Đó. Tiếng bầu. 2 lớp 2L lẫn nha. 6 tranh là sẽ có á, là dạng như là sẽ kéo đó. Wow, rất là hay luôn. Quá hời. Dạ. Đây là tiếng trống. Quần bay đâu. Rồi, thì Huỳnh Luân sẽ test tới điệu style. Đây, các bạn tua ngược về trước là sẽ có rất là nhiều bài hay nha. Đây, như cha Thái, Huỳnh Luân sẽ bật hợp âm, đây là hợp âm. gì của anh thầy? Twist. Em ơi có bao nhiêu đó. Thấy thầy Minh thường hay đàn á, basso, đàn ngựa. Đây có những tiếng Khmer nè, để dành cho những anh em Trà Vinh mình chơi nha. Đúng rồi. Đó, hành khúc habanera, cha cha cha, bolero, rumba, rất là nhiều điệu luôn. Mấy điệu quan trọng có hết trơn. Dạ đúng rồi, có cha cha cha, corona nè. Quỳnh Lưng có để một cái list test 25 điệu của 300S ở trên góc ở trên phải, thì các bạn có thể vào đó để tham khảo. Ở dưới này là piano hả thầy? Bấm cái nó về tiếng piano nhanh. Dạ ok. Function. Cài đặt nâng cao. Dạ. Cài đặt những cái như là bấm như thầy giữ ship này. Dạ đây, thầy nút cài đặt tuner nè, để chỉnh với đàn bầu đàn rô đó, chia bằng phím nè, metronome nè, dặm pedal làm cái gì, EQ, reverb, rồi nhiều cái nâng cao đó. Tại sao mà Quỳnh Lưng lại thích K300S? Nó rất là tiện, tại vì mình kiếm điệu trên này nè. Ý kiếm mà nhiều âm sắc này mình chỉ cần bấm đây, bấm vô là ra chứ không có cần bấm số, nó sẽ khá là lâu. Nó chia theo cụm thôi. Đúng rồi. Khỏe. Ở đây là gồm có 8 bend tiếng. Đúng rồi. Đúng rồi, tới 8 tiếng là quá nhiều luôn á, trùm nhiều luôn. Gồm có 6 chắc, 4 chắc, 4 chắc, mỗi chắc có 6 âm sắc. Ông lộn ok 350 rồi. Gồm có 8 bend. 8 bend. 1 2 3 4 5 6 7 8 bend. Mỗi band có tới 4 track luôn, là lưu được 4 âm sắc. Còn này nhớ không? O.T.S là âm sắc có sẵn. Âm sắc có sẵn. Ví dụ mình chơi điệp cha cha không biết lưu tiếng gì đúng không? Bấm chữ O.T.S. Đó thì 1 nè, 2 nè, 3. Có sẵn tiếng cho mình chơi luôn. Phải một con cài. Dạ. Đây là hợp âm. Ở dưới nút bạc, nút bạc ở dưới là Freezee, là để khóa tiếng, là nút bạc thì mình sẽ nhấn Shift để khóa tiếng nó sẽ không bị nhảy điệu. Đúng rồi. Record là thu âm, play là để phát cái thu âm, phát là cái thu âm. Dual là Quỳnh Lưng rất là thích, đó chính là pha tiếng. Quỳnh Lưng sẽ thử cho mọi người xem nha. Đúng rồi. Nó pha chung với string. Đúng rồi, vừa phát vừa string. Lower là thêm cái âm tay trái. Dạ đúng rồi. Nghĩa là ngoài cái tiếng hợp âm mình có thể mở được một cái tiếng khác nữa. Rồi. Học hợp âm. Đúng rồi. Còn phần bên này là gồm có nút không có bạc là harmony, là để dạng như là vậy nè, nó bè. Đúng, nó bè nhiều. Transport là để dành tăng giảm tông. Ui, tắt cái này cái đó. Tăng giảm tông có nghĩa là đây, bấm lên một cái, hai cái, đó gì? Ok. Octa là tăng thêm một quãng 8. Nhớ rồi. Đây, ví dụ đây. Ở trên này cũng vậy. Tăng lên. Hay. Có nghĩa là mình cần những cái tiếng mà nó cao hơn cái đàn thì cộng lên một cái là mình chơi được luôn. Dạ. Ở bên này là gồm có tempo để nhanh chậm, ở dưới là có metronome là để đếm nhịp. Đúng rồi. Mixer là để chỉnh. Đúng rồi. Sustain là để vang tiếng. Yes. Để mình dành chơi piano. Đây. Đây là không có nè. Có nè. Wow, để dành cho những bạn chơi piano. Dưới này là gồm có phát nhạc. Đó. Đây là để chờ phát nhạc. Biết sao không? Con hồi nãy bấm cái piano này, nó đang nhận diện là piano, nó chưa nhận diện điệu, con phải chuyển style này, rồi lại. Ok. Bấm vô cái nữa. Ok. Đây là Sync Stop là để khi nào muốn vào nhạc mình yêu thích. Và một cái Quỳnh Lưng rất là thích, đó chính là Sync Stop là để dằn nhạc. Qua đỉnh. Giá này mà có hai cái chức năng Sync Stop với lại Freezee, được thêm cái bộ sample với điệu ngoài là khủng khiếp. Quá hay. đây là có hai bend độc lập, hai fill độc lập là fill A và fill B. Đây, Huỳnh Luân sẽ thử cho mọi người xem nha, cho toàn thể tất cả quý vị khán giả xem. Đặt. Đàn phải dạy chứ, fill độc lập có mấy cây mắc tiền hơn cây này nữa mà fill chung. Bấm một cái, muốn A qua B nó cũng chán. Muốn A qua A phải bấm hai cái. Intro là để khi mình dạo vào nhạc và mình bấm shift đấm adding là để ao nhạc ra từ từ. Hay quá. Đây là có hai bend nãy Huỳnh Luân đã nói rồi. Cái đàn này một cái bend, một cái pick bend và một cái để là và làm rung tiếng. Cái đàn này nếu mà anh em cấp điện hoặc là đi đâu mà không có điện thì mình có thể xài 6 viên pin nha. 6 viên pin tiểu, pin AA đó, AA 2A đó. Đó. Đó, nhặt pin như đây ha, tiện lợi. Rồi, thì bây giờ Huỳnh Luân sẽ quá tuyệt vời Luân ơi, đóng thùng và giao cho anh Trung ở Pleiku Gia Lai để chiều nay kịp giao cho, có thể là Pleiku Gia Lai là ngày mai tới hoặc là ngày mốt tới, yes. Tùy đơn vị vận chuyển. Quá kỹ, quá có tâm. Cảm ơn Huỳnh Luân, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành suốt video này. Còn bây giờ thì Huỳnh Luân và Thầy Hàu xin thân ái kính chào toàn thể quý vị khán giả. Và nếu ai có những thắc mắc gì và có nhà ý và muốn hỏi một vài gì đó thì Thầy Hàu và Huỳnh Luân sẽ nhín chút thời gian ra và giải thích cho toàn thể tất cả quý vị biết. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong video lần sau.